điểm mặt 6 loại rau giàu canxi hơn cả sữa, mẹ bổ sung ngay để con cao lớn. Những loại rau quen thuộc này chứa nhiều canxi hơn cả sữa, tuy nhiên không phải bà mẹ nào cũng biết để cho con ăn thường xuyên. Quý vị thân mến, chúng ta sẽ khám phá một bí mật dinh dưỡng thú vị mà không phải bà mẹ nào cũng biết. Có những loại rau quen thuộc mà có thể bạn đã bỏ qua, chứa lượng canxi cao hơn cả sữa. Sữa từ lâu đã được coi là nguồn cung cấp canxi dồi dào nhất. Tuy nhiên, đối với những gia đình tìm kiếm nguồn canxi thực vật hoặc muốn đa dạng hóa chế độ ăn cho trẻ, những loại rau này là một lựa chọn tuyệt vời. Trong video này, chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết về các loại rau này, lợi ích dinh dưỡng của chúng và cách bạn có thể dễ dàng kết hợp chúng vào thực đơn hàng ngày của gia đình mình để đảm bảo trẻ nhận được đủ lượng canxi cần thiết cho sự phát triển của xương và răng. Cùng điểm mặt 6 loại rau giàu canxi hơn cả sữa, mẹ bổ sung ngay để con cao lớn sau đây. 1. Rau cải chip, cải thìa. Đây là loại rau cải thuộc top thực phẩm giàu canxi. Các nhà khoa học đã chỉ ra 100g rau cải chip chứa tới 105mg canxi. Bên cạnh đó, cải chip còn chứa nhiều vitamin A, vitamin C, folic acid, sắt, beta-carotene và kali, giúp cơ bắp và các dây thần kinh luôn khỏe mạnh. 2. Giá đỗ. 100g giá đỗ xanh chứa 38g canxi, ngoài ra còn rất giàu protein, glucid, phosphor, sắt, vitamin B2, B2, phương pháp B6, C, E. Không chỉ vậy, giá đỗ còn chứa những hoạt chất phytoestrogen và isoflavone có tác dụng giảm tỷ lệ hao xương, kích hoạt hình thành các tế bào tạo xương. 3. Bông cải xanh. Bông cải xanh có rất nhiều vitamin và khoáng chất, nhất là canxi và vitamin K, hai nguyên tố quan trọng đối với sự vững chắc của xương, giúp phòng chống loãng xương. Loại rau này còn chứa nhiều chất xơ, protein, chrome, carbohydrate, vitamin A và vitamin C. Đây đều là những chất tốt cho sức khỏe, giúp tăng sức đề kháng, phòng chống nguy cơ nhiễm bệnh. 4. Rau dền. Theo các nhà nghiên cứu, hàm lượng canxi có trong rau dền cao hơn hẳn so với sữa bò. Rau dền chứa lượng lớn vitamin K, không chỉ giúp hình thành và phát triển xương mà còn giúp cơ thể hấp thụ canxi hiệu quả. 100g lá rau dền chứa tới 267mg canxi, đáp ứng 50% canxi cho một người mỗi ngày. Loại rau này được coi là siêu thực phẩm có khả năng tăng cường sức mạnh của xương và ngừa loãng xương. 5. Cải bó xôi, rau chân vịt. Đây cũng là một loại rau giàu canxi. Được biết, 100g cải bó xôi chứa 73mg canxi. Ngoài ra, cải bó xôi còn chứa vitamin C, vitamin K, phosphor, kali, kẽm giúp tăng cường cơ bắp, giảm các vết rạn xương. 6. Rau xà lách. Không chỉ chứa nhiều canxi, rau xà lách còn có vitamin A, các vitamin nhóm B và khoáng chất. Vì thế, loại rau này có thể giúp cơ thể khỏe mạnh, hỗ trợ hệ xương, chống lão hóa, có lợi cho tim mạch. Quý vị thân mến, một vấn đề sức khỏe quan trọng mà nhiều người trong chúng ta có thể đang phải đối mặt mà không hề hay biết, sự liên quan giữa thiếu hụt canxi và cảm giác đau nhức xương khớp toàn thân. Canxi không chỉ là khoáng chất thiết yếu cho sức khỏe và sự phát triển của xương, mà còn đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì chức năng bình thường của các cơ bắp và hệ thần kinh. Thiếu hụt canxi có thể dẫn đến hàng loạt vấn đề sức khỏe, trong đó có việc làm tăng nguy cơ và mức độ của cảm giác đau nhức xương khớp. Trong video này, chúng tôi sẽ đi sâu vào cách thiếu hụt canxi ảnh hưởng đến cơ thể bạn và đặc biệt là hệ thống xương khớp, cũng như cung cấp những lời khuyên và biện pháp bạn có thể áp dụng để ngăn chặn hoặc giảm thiểu những tác động tiêu cực này. Hãy theo dõi để tìm hiểu thêm về cách bạn có thể bảo vệ sức khỏe xương khớp của mình. Quý vị thân mến, bị đau nhức xương khớp toàn thân, phải làm sao? Đau nhức xương khớp toàn thân là tình trạng mà hầu như ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua. Cảm giác ê ẩm mình mẩy, đau mỏi người, mệt mỏi, không còn sức lực khiến bạn chỉ muốn nằm trên giường để nghỉ ngơi,
Vậy đau nhức xương toàn thân phải làm sao? Đau nhức xương khớp toàn thân là bệnh gì? Đau nhức xương khớp toàn thân là đau cùng lúc nhiều vị trí gân, cơ, xương hoặc khớp. Người bệnh có thể cảm thấy chỗ nào cũng đau khi bị sờ nắng, khi vận động, hoặc có những vùng đau cụ thể như cổ, vai, lưng, đùi, bắp tay, bắp chân, cổ tay, cổ chân. Đôi khi, đó chỉ là cảm giác mệt mỏi, uể oải, nặng nề khắp người mà người ta cho đó là đau nhức xương khớp toàn thân. Đây là tình trạng lớp sụn và xương dưới sụn bị bào mòn và tổn thương theo thời gian. Ngoài ra, các triệu chứng đau mỏi còn kéo theo mất ngủ, ngủ kém không sâu giấc, đau đầu, chóng mặt, chán ăn, đau ngực, khó thở, khó nuốt. Để tìm hiểu rõ hơn về nguyên nhân, cách điều trị cũng như phòng ngừa đau nhức xương khớp toàn thân, hãy cùng bác sĩ tham khảo bài viết dưới đây. Nguyên nhân gây ra các cơn đau nhức xương khớp toàn thân. Một số nguyên nhân dẫn đến đau nhức xương khớp toàn thân là đau mỏi xương khớp toàn thân do COVID, mất nước, rối loạn điện giải, mất ngủ, cảm cúm, thiếu máu, hạ canxi huyết, viêm phổi, đau xơ cơ, hội chứng mệt mỏi mãn tính, viêm khớp, lupus ban nõ, viêm đa cơ, căng thẳng. Tình trạng đau nhức xương khớp toàn thân phổ biến ở các vị trí như cổ, vai, lưng hoặc tay chân. 1. Đau mỏi vùng cổ, vai, gáy. Bạn có thể cảm thấy đau âm ỉ hay căng cứng cơ ở vùng cột sống cổ. Đi kèm đó là những cơn đau lan ra các vị trí khác như vùng sau gáy, vùng thái dương hoặc cơn đau lan xuống vai, tay và khiến bạn đau mỏi, ê ẩm khắp người. Cơn đau này còn thường kéo theo hạn chế vận động vùng cổ, làm bạn khó vận động xoay, nghiêng đầu, nhất là khi giữ lâu một tư thế. Nguyên nhân dẫn đến đau vùng cổ hay gặp. Thời tiết lạnh hoặc ngồi phòng điều hòa lạnh khiến cơ bắp và các khớp xương co rút nhiều hơn, đồng thời khi co rút sẽ gây chèn ép mạch máu vùng cổ lưu thông kém, từ đó gây đau mỏi vai, cổ, gáy. Khi ngủ có thể do bạn gối đầu quá cao hoặc nằm quá lâu ở một tư thế. Khi bạn ngồi trước màn hình máy tính, TV quá lâu mà không vận động. Tập luyện thể thao gắng sức hay lao động không đúng tư thế, không khởi động kỹ trước khi vận động hoặc trước khi tập. Gội đầu, tắm khuya thường xuyên vào ban đêm làm giảm lượng oxy cung cấp cho các mạch máu. Ngoài ra, nguyên nhân dẫn tới tình trạng đau mỏi cổ, vai, gáy còn có thể do tình trạng trầm cảm, lo lắng, thoái hóa cuộc sống lâu ngày, chèn ép rễ, dây thần kinh, tổn thương đĩa đệm, đốt sống sau chấn thương hoặc một số bệnh lý khác như viêm khớp dạng thấp, viêm màng não, ung thư. 2. Đau mỏi vùng cánh tay. Đau mỏi cánh tay là hiện tượng đau mỏi cơ bắp tay, cổ tay và ảnh hưởng đến vận động của cánh tay. Tình trạng này thường gặp ở mọi lứa tuổi và gây khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày, khiến bạn cảm thấy mệt mỏi đau khắp người. Nguyên nhân gây đau mỏi tay hay gặp. Do tư thế nằm ngủ gối đầu lên cánh tay làm cho cánh tay bị đè nén khiến cơ và mạch máu bị chèn ép lâu và dẫn đến máu lưu thông kém. Do tham gia thể thao gắng sức hoặc vận động cánh tay chưa đúng kỹ thuật. Do cơ thể thiếu canxi, vitamin D và dễ bị chuột rút. Hay gặp ở người già, người béo vì ít vận động. Do có tiền sử bệnh về cơ xương khớp như thoái hóa, viêm khớp, ung thư xương, có thể bị đau mỏi tay, đau mỏi xương khớp. Do chấn thương, va chạm mạnh ở tay khiến máu tích tụ, bầm tím ngày càng nhiều gây ra hiện tượng đau nhức. Do người bệnh bị biến chứng đái tháo đường, xơ giữa động mạch, thiếu máu não, các bệnh về gan và thận. Bạn hãy đến bệnh viện hay trung tâm y tế để kiểm tra sức khỏe ngay khi nhận thấy các dấu hiệu đau nhức mỏi tê tay kéo dài để được tư vấn và điều trị kịp thời. 3. Đau mỏi lưng. Đau lưng là tình trạng hay gặp ở đối tượng trung niên và người già. Đau lưng khiến bạn cảm thấy khó chịu và đặc biệt là gặp rất nhiều khó khăn trong các sinh hoạt hàng ngày. Những nguyên nhân gây ra đau lưng do chấn thương, bong gân, làm việc sai tư thế, trật dẹo trong vùng thắt lưng, viêm khớp, viêm cột sống dính khớp, tổn thương đĩa đệm, áp xe ngoài màng cứng, thoái hóa khớp cột sống, tổn thương khớp cùng chậu, thoái hóa các đốt sống, hẹp ống sống, cong dẹo cột sống.
gây ra tình trạng đau lưng. Yếu tố nguy cơ, người nằm trong các trường hợp dưới đây khả năng dễ bị đau lưng hơn những người khác. Những người bị béo phì do thừa cân có thể làm tăng áp lực lên đĩa đệm, cơ và khớp ở lưng và khiến lưng bị đau. Người ít hoạt động thể chất, ngồi một chỗ quá lâu trong ngày do công việc. Người có tiền sử mắc các bệnh như viêm khớp, viêm cột sống, ung thư xương. Người có thói quen hút thuốc lá bởi khi hút thuốc lá khiến cơ thể không dung nạp được nhiều chất dinh dưỡng cho đĩa đệm ở lưng và gia tăng nguy cơ bị đau lưng. 4. Đau mỏi vùng chi dưới. Trong các vấn đề liên quan đến tự nhiên đau xương khớp toàn thân thì đau nhức mỏi chi dưới cũng phổ biến và hay gặp. Tình trạng này cũng thường xảy ra tại các vị trí ở khớp háng, khớp gối, khớp cổ bàn ngón chân. Và đối tượng hay gặp là những người ít vận động và những người già có vấn đề về xương khớp. Đau xương khớp vùng chi dưới khiến bắp đùi và cơ vùng bắp chân có cảm giác đau, mỏi, tê nhức và đôi khi là chuột rút. Mặc dù đau nhức xương khớp vùng chi dưới đơn thuần không nguy hiểm đến sức khỏe, tuy nhiên nó lại ảnh hưởng rất nhiều đến các hoạt động sinh hoạt hàng ngày như đi lại, chạy nhảy hay tập luyện thể thao. Nguyên nhân khiến bạn đau nhức xương khớp chi dưới do cơ thể thiếu canxi và vitamin D dẫn đến tình trạng loãng xương và đau mỏi xương khớp tay chân. Một số bệnh lý về cơ xương khớp gây ra đau nhức xương khớp vùng chi dưới như thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, đau thần kinh tọa, biến chứng đái tháo đường. Khi tuổi ngày càng cao, xương khớp dần bắt đầu lão hóa, collagen thiếu hụt, nhiều vấn đề xương khớp có thể xảy ra và gây ra hiện tượng đau nhức. Phụ nữ sau khi sinh cũng thường xuyên bị đau mỏi xương khớp vùng chi dưới do quá trình mang thai ảnh hưởng đến khớp chậu hông. Quá trình sau sinh chăm em bé đều khiến cho người mẹ bị đau mỏi xương khớp chi dưới cũng như toàn thân. Tình trạng thừa cân, béo phì khiến trọng lượng cơ thể dồn vào các khớp gối, khớp bàn chân nên dễ khiến bạn đau nhức chi dưới. Khi xuất hiện những triệu chứng đau nhức xương khớp chi dưới, nhức mỏi bắp chân, đùi, bàn chân bị tê, bạn nên nghỉ ngơi, thư giãn, duỗi thẳng chân ra và xoa bóp nhẹ nhàng giúp giảm đau và các mạch máu được lưu thông dễ dàng hơn. Phương pháp điều trị bệnh đau nhức xương khớp toàn thân. Đau nhức xương khớp toàn thân lâu ngày, kéo dài sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Do đó, để ngăn ngừa biến chứng, người bệnh cần được điều trị sớm. Dựa vào từng nguyên nhân gây bệnh và mức độ diễn biến của bệnh mà bác sĩ sẽ đưa ra phác đồ điều trị phù hợp với từng bệnh nhân và tình trạng sức khỏe của bạn. Về cơ bản, bác sĩ sẽ giới thiệu bạn một số phương pháp điều trị như sau. Sử dụng thuốc Tây trong điều trị đau nhức xương khớp, giãn cơ, giảm đau, chống viêm, tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng. Vật lý trị liệu, phục hồi chức năng. Sử dụng thuốc đông y và các phương pháp điều trị bằng y học cổ truyền, châm cứu, cấy chỉ, giác hơi, quả long cứu, xoa bóp bấm huyệt. Hóa trị, xạ trị trong các bệnh lý ung thư, phẫu thuật, giảm đau tại nhà. Để lựa chọn cho mình một phương pháp điều trị phù hợp, bạn cần đi khám và tư vấn bởi bác sĩ chuyên gia cơ xương khớp, tránh tự ý dùng thuốc sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Phòng tránh đau nhức xương khớp toàn thân bằng cách nào? Nếu biết cách phòng ngừa đau nhức xương khớp toàn thân, bạn sẽ có thể ngăn chặn được các cơn đau mỏi cơ, hạn chế vận động xương khớp xuất hiện. Bạn nên vận động đúng kỹ thuật, khởi động kỹ trước khi tập thể dục và nên tập thể dục ở mức độ vừa phải phù hợp với sức khỏe, không gồng sức. Nên tắm nước ấm để cơ thể được thư giãn toàn bộ. Nên bổ sung canxi, tăng cường sức đề kháng, dinh dưỡng, vitamin D cho cơ thể. Nên massage vùng cổ, vai, lưng, tay và chân sau những hoạt động thể thao hoặc sau giờ làm việc. Nên có chế độ dinh dưỡng hợp lý, đầy đủ và cân đối, uống đủ nước cơ thể cần. Nên tránh căng thẳng lo lắng kéo dài và nên ngủ đủ giấc. Nên tránh các thói quen và tư thế sai trong sinh hoạt hàng ngày. Những mẹo điều trị đau nhức xương khớp có thể điều trị ngay tại nhà. Đau nhức xương khớp có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng đến sức khỏe người bệnh,
giảm khả năng vận động và ảnh hưởng đến chất lượng sống của người bệnh. Dưới đây là một số gợi ý về cách điều trị đau nhức xương khớp ngay tại nhà và vẫn đảm bảo mang lại hiệu quả tích cực. 1. Đau nhức xương khớp là do đâu? Rất nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến tình trạng đau nhức xương khớp. Cần điều trị theo nguyên nhân gây bệnh mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất, và hầu hết các phương pháp điều trị đều cần thực hiện trong một thời gian dài. Đau nhức xương khớp khiến người bệnh khó khăn khi vận động, sinh hoạt. Các nguyên nhân phổ biến gây ra tình trạng này có thể kể đến: thoái hóa khớp. Đối tượng có nguy cơ cao bị thoái hóa khớp là những người từ 40 tuổi trở lên. Biểu hiện điển hình là hiện tượng đau nhức khớp thường xuyên, đi lại, vận động khó khăn. Khớp gối, khớp bàn tay, cột sống lưng, cổ, khớp cổ chân là những vị trí dễ bị thoái hóa nhất, nhiễm trùng. Không chỉ gây đau mà tình trạng nhiễm trùng khớp còn dẫn tới nhiều biến chứng khôn lường. Chấn thương. Một số chấn thương thường gặp dẫn đến đau nhức xương khớp như sai khớp, lao động sai tư thế, tập luyện không đúng cách, vận động viên thể thao tập sai kỹ thuật có thể dẫn đến sai khớp, trật khớp và gây ra đau khớp. Tình trạng này có thể tái phát nhiều lần, thậm chí có thể dẫn tới những tổn thương vĩnh viễn nếu không được khắc phục kịp thời. Gãy xương do tai nạn trong sinh hoạt, lao động hoặc tai nạn giao thông. Gãy xương có thể gây ra chảy máu, co kéo cơ, đau nhức khớp nghiêm trọng. Tổn thương dây chằng. Khi bị đứt một phần hoặc đứt hoàn toàn dây chằng, người bệnh sẽ có cảm giác đau nhức và hạn chế khả năng vận động. Người cao tuổi là nhóm đối tượng dễ bị đau nhức xương khớp. Bệnh gút. Bệnh có thể xảy ra ở cả hai giới nhưng thường gặp ở những trường hợp sau tuổi mãn kinh ở nữ và tuổi trung niên ở nam giới. Ngoài những cơn đau nhức xương khớp, bệnh còn có thể gây ra tình trạng sưng khớp, nóng và đỏ khớp. Những cơn đau khớp do bệnh gút thường rất dữ dội. Viêm khớp do bệnh tự miễn. Viêm khớp dạng thấp. Những cơn đau nhức do bệnh viêm khớp dạng thấp thường xảy ra khi thay đổi thời tiết, nhất là khi trời chuyển lạnh. Người bệnh thường bị đau nhức và đơ cứng khớp, nhất là ở cổ tay và bàn tay. Lupus ban đỏ. Không chỉ gây đau khớp, căn bệnh này còn tác động đến nhiều cơ quan trong cơ thể và gây ra một số triệu chứng khác như rụng tóc, gầy yếu, sốt nhẹ. Viêm cột sống dính khớp là căn bệnh mãn tính, thường gây ra những cơn đau nhức ở khớp cùng chậu, khớp háng và ở cột sống. Thiếu vitamin D và canxi cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới mỏi và đau nhức khớp. Phụ nữ trong độ tuổi mãn kinh sẽ có rất nhiều thay đổi trong cơ thể. Ngoài những biểu hiện như rối loạn giấc ngủ, bốc hỏa, ra mồ hôi ban đêm, chị em cũng thường xuyên bị đau mỏi khớp. 2. Gợi ý những phương pháp điều trị đau nhức xương khớp. Dưới đây là một số phương pháp điều trị đau nhức xương khớp bạn có thể tham khảo. Tập luyện, lựa chọn môn thể thao phù hợp và luyện tập hàng ngày sẽ giúp bạn có một hệ cơ xương khớp dẻo dai, khỏe mạnh. Tuy nhiên, cần lựa chọn những bài tập phù hợp. Bệnh nhân nên tham khảo bác sĩ về việc lựa chọn những bài tập phù hợp để tránh tối đa nguy cơ chấn thương. Làm việc đúng tư thế để giảm đau nhức xương khớp. Sinh hoạt và làm việc theo đúng tư thế. Khi ngồi làm việc, bạn nên ngồi trên những loại ghế có lưng tựa, không nên dắt chéo chân. Lựa chọn loại ghế có độ cao tương ứng với độ cao của bàn và độ cao của màn hình máy tính. Không nên giữ nguyên một tư thế trong một thời gian quá lâu, cần thường xuyên thay đổi tư thế. Nếu công việc của bạn đòi hỏi ngồi làm việc trong nhiều giờ thì nên đứng dậy đi lại sau mỗi giờ làm việc. Tư thế ngủ. Không nên nằm sấp, chỉ nên nằm ngửa hoặc nằm nghiêng khi ngủ. Thường xuyên thay đổi tư thế trong thời gian ngủ. Nên sử dụng gối có độ cao phù hợp và đảm bảo mềm mại. Đồng thời cũng nên chú ý đến độ đàn hồi của đệm để hệ thống xương khớp của bạn có điều kiện nghỉ ngơi tốt nhất. Bên cạnh đó, người bị đau nhức xương khớp cũng nên duy trì thói quen ngủ đủ giấc. Ngủ 7 đến 8 tiếng sẽ giúp bạn duy trì chức năng và cải thiện sức khỏe xương khớp. Liệu pháp lạnh,
có tác dụng rất tốt trong việc giảm đau nhức do viêm khớp và giảm sưng khớp. Hơn nữa, cách thực hiện cũng rất đơn giản. Bạn chỉ cần lấy túi lạnh chườm lên vùng bị sưng đau trong khoảng 15 phút. Mỗi ngày chỉ thực hiện khoảng 3 lần. Phương pháp này chỉ sử dụng trong những đợt viêm cấp hoặc đợt cấp tính của bệnh. Chườm lạnh là biện pháp giảm đau và sưng rất dễ áp dụng và có thể hiệu quả nhanh. Chườm ấm, phương pháp này tăng lưu thông máu, có hiệu quả tích cực với những bệnh nhân bị đau nhức xương khớp do bệnh lý, thời tiết và do các vấn đề về tuổi tác. Nên thực hiện chườm ấm khoảng 15 phút lần và mỗi ngày có thể áp dụng thực hiện 4 lần. Phương pháp này chỉ áp dụng đối với các trường hợp mạn tính, không chườm ấm trong các đợt cấp của bệnh. Chế độ dinh dưỡng, duy trì một chế độ ăn lành mạnh, khoa học cũng là một phương pháp điều trị đau nhức xương khớp rất hiệu quả. Một số chất dinh dưỡng trong thực phẩm có khả năng giảm đau, giảm viêm, ngăn ngừa thoái hóa khớp. Một số thực phẩm nên bổ sung như các loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, các loại trái cây, rau củ, thực phẩm chứa nhiều omega 3, các loại cá, thực phẩm giàu canxi, trứng, sữa, thực phẩm giàu vitamin D, vitamin C. Cần hạn chế ăn một số loại thực phẩm như các loại đồ ăn chế biến sẵn, thực phẩm chứa nhiều chất béo, dầu mỡ, đồ ăn cay nóng, thực phẩm có chứa nhiều chất bảo quản. Quý vị thân mến, ăn bì lợn có thực sự chữa được đau nhức xương khớp, làm đẹp da? Mời quý vị cùng xem tiếp ngay sau đây. Nhiều chị em truyền tai nhau săn lùng bì lợn sạch bởi nhiều tác dụng kỳ diệu. Vậy bì lợn sạch có thực sự mang lại nhiều lợi ích đến vậy? Nhiều chị em đổ xô mua bì lợn sạch để làm đẹp và chữa bệnh. Dạo gần đây, nhiều chị em truyền tai nhau săn lùng bì lợn sạch vì cho rằng có tác dụng làm đẹp rất tốt. Chị Dung, Cổ Nhuế, Hà Nội, tâm sự: chị săn mua bì lợn sạch để làm đẹp vì chị được các chị em trên mạng xã hội rỉ tai nhau rằng đây là một nguồn rất giàu collagen, rất tốt cho làn da đang ở độ tuổi 37 như chị. Mình thấy nhiều chị em nói là cứ sử dụng bì lợn sạch là an toàn cho sức khỏe, lại có công dụng làm đẹp rất tốt. Nhất là làn da của mình hiện nay có rất nhiều nếp nhăn. Ăn bì lợn có nhiều collagen sẽ giúp giảm đi trông thấy, chị Dung chia sẻ. Chính vì thế, mỗi bữa ăn của chị gần đây không thể thiếu món bì lợn luộc hoặc hầm rau củ quả. Ngoài ra, chị cũng tăng cường ăn chân giò ninh để tăng cường collagen, cứu vớt tuổi thanh xuân. Sau 2 tuần áp dụng, da đẹp đâu chưa thấy, chỉ biết khi nhảy lên cân, chị đã tăng thêm 1,5kg. Đối với một người bước sang tuổi trung niên, việc không được để tăng cân luôn được liệt kê trong danh sách. Vậy mà không thay đổi ăn uống gì, chị lại tăng cân, đương nhiên là chuyện khó chấp nhận được. Chị Dung nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết nguyên nhân gì sao. Chế độ ăn của chị chỉ khác chút là cho thêm bì lợn bổ sung vào các bữa ăn. Cũng sử dụng bì lợn để ăn mỗi ngày nhưng chị Thuần, Thanh Xuân, Hà Nội lại sử dụng để chữa đau nhức xương khớp khi trái gió trở trời. Vào những ngày thời tiết đang nắng nóng rồi đột ngột giảm nhiệt độ như thế này, chị cũng bị đau nhức xương khớp và thường sử dụng bì lợn để luộc ăn. Chị Thuần tin rằng đây là cách giúp chị không còn đau nhức xương khi trái gió trở trời nữa. Vậy thực hư bì lợn có tác dụng làm đẹp, chữa bệnh đến đâu? Chúng ta hãy cùng nghe chuyên gia phân tích để tránh bị hiểu sai ngay trong phần dưới video này. Sự thật về công dụng của bì lợn giúp làm đẹp da, chữa đau nhức xương khớp. Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh Nguyên, giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, về nguyên tắc, bất kỳ một loại da động vật nào cũng không tốt cho sức khỏe. Protein ở da chủ yếu được cấu tạo từ gelatin và collagen. Chúng có vai trò trong việc làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể, rất quan trọng để cấu tạo da, xương, sụn, các tổ chức liên kết trong cơ thể. Nhưng đây là loại protein rất khó tiêu, do đó không nên ăn nhiều. Ăn quá nhiều có thể khiến cơ thể mắc bệnh, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh khẳng định. Nếu như ở nước ngoài, người ta đem da động vật để tái chế làm chất phụ da hoặc thuộc da trong ngành công nghiệp thực phẩm thì tại Việt Nam,
chúng ta lại sử dụng để ăn. Không cứ gì riêng bì lợn, nhiều người còn có thói quen ăn da gà, da bò gì nó ngon. Thực tế đây là thói quen không tốt, có thể gây nhiều loại bệnh nguy hiểm. Lớp mỡ dưới da động vật có chứa rất nhiều cholesterol xấu, là nguyên nhân gây nên những căn bệnh tim mạch, cao huyết áp, mỡ máu cao, béo phì nếu chúng ta ăn quá nhiều. Nhóm đối tượng đang mắc những căn bệnh này, phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ nếu ăn da động vật đều không tốt cho sức khỏe, chuyên gia khẳng định. Về việc ăn bì lợn có giúp làm đẹp da hay không, theo ông Thịnh, điều này không có cơ sở khoa học. Khi đi vào cơ thể, lớp da này sẽ bị phân hủy thành các axit amin và tiếp tục được đưa vào tổng hợp tạo ra các chất khác. Do đó, việc bổ sung cho da hay cải thiện nhan sắc là điều rất khó. Về việc ăn bì lợn có giúp chữa được đau nhức xương khớp không, đến nay vẫn chưa có bằng chứng khoa học rõ ràng. Bản thân chuyên gia cũng chưa từng biết đến trường hợp nào ăn bì lợn có thể chữa được bệnh đau nhức xương khớp khi trái gió, trở trời. Sự thật là nếu chẳng may ăn phải bì lợn bẩn, bạn có nguy cơ bị viêm da. Đối với lợn bẩn, lợn bệnh dù đã được nấu chín, một số vi khuẩn vẫn có khả năng sống trong cơ thể khi ăn vào. Việc tái tạo collagen trong cơ thể quan trọng nhất là ăn uống đầy đủ dưỡng chất chứ không phải cứ ăn càng nhiều bì lợn càng tốt. Chưa hết, hiện nay nhiều lò mổ thường cạo sống nên nguy cơ bạn nuốt phải lông cứng bên ngoài bì lợn là điều khó tránh khỏi. Những chiếc lông sẽ không được tiêu hóa còn có nguy cơ găm chặt vào dạ dày hoặc cắm vào màng nhầy ruột non, dẫn đến đau dạ dày, tổn thương niêm mạc ruột. Ăn bì lợn vẫn còn tái cũng có thể khiến bạn bị nhiễm ký sinh trùng, nuôi giun sán trong người. Tốt nhất, để làm đẹp hay chăm sóc sức khỏe theo những mẹo truyền miệng, bạn đều nên tham khảo ý kiến chuyên gia để có được những lời khuyên tốt nhất giúp cơ thể vừa khỏe vừa đẹp. Chỉ cần ấn vào điểm này trên tay một phút, cảm nhận điều kỳ diệu sẽ xảy ra với cơ thể. Xin chào quý vị quay trở lại với kênh Sức Khỏe Cổ Xưa. Thưa quý vị, với tình trạng ô nhiễm không khí đáng báo động như hiện nay, việc sức khỏe chúng ta ngày càng giảm sút là điều không có gì ngạc nhiên. Chính vì thế khi chỉ mới ốm hay mệt nhẹ thì rất nhiều người đã liền uống thuốc. Điều đó là hoàn toàn sai lầm, bởi sử dụng thuốc nhiều không hề tốt, trái lại còn làm cơ thể lờn thuốc và có thể mắc các tác dụng phụ. Hiện nay, bấm huyệt là một phương pháp y học áp dụng áp lực lên các điểm phản xạ cụ thể như bàn tay, bàn chân và tai. Chúng tương ứng với các cơ quan khác nhau trên cơ thể. Phương pháp này dần trở nên phổ biến trong những năm gần đây do có khả năng giảm đau nhanh và an toàn. Theo Học viện Bấm huyệt Hoa Kỳ, những người đã từng trải qua các buổi trị liệu bấm huyệt đều cho thấy được giải độc cơ thể, cải thiện lưu thông tuần hoàn máu, giảm căng thẳng và giảm các triệu chứng dị ứng. Dưới đây là 4 mẹo bấm huyệt đơn giản. Thực hiện các động tác này, bạn sẽ xoa dịu nhiều cơn đau trên cơ thể mà không cần dùng thuốc. Đây là phương pháp mà các bác sĩ y học cổ truyền hướng dẫn chúng tôi tổng hợp được. Mời quý vị lắng nghe. 1. Chữa nhức đầu. Nhức đầu là căn bệnh cực kỳ phổ biến mà bất kỳ ai cũng gặp thường xuyên. Nó làm chúng ta không thể tập trung vào cái gì. Để giảm đau đầu hay chóng mặt, hãy xoa bóp đầu ngón tay cái và các ngón tay của bạn. Theo các chuyên gia, đầu ngón tay cái chứa nhiều dây thần kinh liên kết trong não bộ của bạn, từ đó giải tỏa áp lực và làm dịu cơn đau đầu nhanh chóng. Một phương pháp khác là xoa bóp khu vực giữa ngón tay cái và ngón trỏ của bạn, từ đó làm giảm đau đầu tức thời. 2. Đau cổ và lưng. Những công việc văn phòng hay ngồi trước máy tính quá lâu đều có thể dẫn đến đau cổ, đặc biệt là khi tư thế ngồi của bạn không chính xác. Để giảm áp lực cho cổ và cột sống, hãy xoa bóp từ đỉnh ngón tay đến gốc ngón tay trỏ, được thể hiện bằng đường màu đỏ trong hình minh họa. Nói đơn giản là, nếu bạn đang bị đau lưng thì hãy xoa bóp phần này trong một thời gian dài và nên lặp lại nhiều lần trên cả hai bàn tay. 3. Cảm lạnh và cúm. Bạn đang có những triệu chứng như chảy nước mũi, khó thở, ớn lạnh trong người hay có cảm giác đang bị ốm.
Hãy thử massage bằng cách xoa bóp lòng của mỗi ngón tay, từ gốc cho đến đỉnh. Lặp lại liên tục trên mỗi ngón tay vài lần để bớt bệnh. 4. Mất ngủ. Mất ngủ hay trằn trọc cả đêm làm ảnh hưởng đến sức khỏe và công việc của bạn. Đây cũng là một loại bệnh có thể gọi là mãn tính của nhiều người. Dùng thuốc an thần đôi khi cũng chỉ có tác dụng trong một thời gian ngắn, chưa kể đến việc nhiều người còn lạm dụng thuốc liên tục. Bạn hãy xoa bóp ở vùng phản xạ tuyến yên nằm ở giữa ngón tay cái của bạn, ở khu vực dấu vân tay. Sau đó, nhấn vào trung tâm ngón tay cái và giữ nguyên trong vòng 30 giây đến 1 phút. Cần thực hiện liên tục trên cả hai ngón tay cái một vài lần mỗi ngày. Sau 60 tuổi, cơ thể không mắc 4 loại bệnh này thì yên tâm sống thọ. Thưa quý vị, cùng với sự phát triển không ngừng của công nghệ y tế, sự hiểu biết của con người về sức khỏe ngày cũng được cải thiện. Càng ngày càng có nhiều người quan tâm hơn đến sức khỏe của mình, đồng thời có những phương pháp kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Dẫu vậy, sinh lão bệnh tử là điều chúng ta không thể tránh khỏi. Do đó, muốn sống lâu và khỏe mạnh, con người cần hình thành thói quen sinh hoạt tốt, duy trì tập thể dục thể thao để tăng cường sức đề kháng và trì hoãn quá trình lão hóa trong cơ thể. Có như vậy, chúng ta mới hạn chế được những vấn đề, những căn bệnh đe dọa đến tính mạng. Giai đoạn sau 60 tuổi là thời kỳ rủi ro của cơ thể. Nếu 4 loại bệnh này chưa xuất hiện thì yên tâm vì bạn là người có tiềm năng sống thọ. 1. Bệnh tim mạch. Bệnh tim mạch từ lâu đã là một trong nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở người lớn tuổi, ngoài ra còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Bệnh có liên quan đến các thói quen như hút thuốc thường xuyên, chế độ ăn uống không lành mạnh, ít vận động, béo phì, sức khỏe tâm thần. Vì vậy, đối với nhóm đối tượng có nguy cơ cao mắc các nguy cơ trên cần chú ý theo dõi huyết áp. Khi phát hiện bất thường nên đến bệnh viện kiểm tra càng sớm càng tốt. 2. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Nhiều người biết rất ít về bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, một biến chứng của khí thủng và viêm phế quản mãn tính. Bệnh sẽ có những biểu hiện đặc trưng là khó thở và có thể tiến triển thành cơn hen mà ít đáp ứng với thuốc giãn phế quản thông thường. Bệnh này thường xuất hiện trên cơ địa những người nghiện thuốc lá lâu năm hoặc bệnh đường hô hấp tái phát nhiều lần. Do đó, căn bệnh này phổ biến hơn ở người trung niên trở lên và sự tiến triển của bệnh có thể dẫn đến suy hô hấp, mệt mỏi về thể chất, giảm chất lượng cuộc sống và rút ngắn tuổi thọ. Bệnh ảnh hưởng đến 4,1% người lớn tuổi. 3. Bệnh tiểu đường. Tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường đang tăng mạnh trong những năm gần đây. Đây là loại bệnh thường gặp nhiều ở tuổi trung niên và tuổi già. Các chuyên gia cho biết, vấn đề đáng lo ngại nhất là có khoảng nửa số bệnh nhân tiểu đường không hề biết mình mắc bệnh. Nếu không đi khám sớm, bệnh sẽ làm tổn thương nhiều cơ quan và gia tăng các bệnh lý về tim mạch, thậm chí là gây tử vong sớm. Nếu 60 tuổi mà cơ thể bạn không mắc phải loại bệnh này thì xin chúc mừng. Bạn có tiềm năng sống thọ. 4. Bệnh Alzheimer. Bệnh Alzheimer hay còn gọi là chứng mất trí nhớ tuổi già là một trong những bệnh phổ biến nhất ở những người cao tuổi. Căn bệnh này gây ảnh hưởng đến chức năng thần kinh, làm mất trí nhớ, giảm nhận thức, hành vi và là nguyên nhân chủ yếu gây ra tình trạng sa sút trí tuệ ở nhóm người cao tuổi. Alzheimer không gây tử vong trực tiếp mà đa số người bệnh tử vong do các bệnh lý cơ hội kèm theo như viêm phổi, nhiễm trùng, chấn thương. Theo nghiên cứu, tuổi thọ trung bình của người mắc bệnh Alzheimer sau khi được chẩn đoán là khoảng 8 đến 10 năm. Nhưng đây không phải là câu trả lời chính xác cho tất cả người bệnh bởi mỗi người có một tiền sử sức khỏe riêng. Do đó, việc ngăn ngừa sự xuất hiện của chứng mất trí nhớ tuổi già cũng là một biện pháp giúp người cao tuổi sống lâu hơn. Muốn phòng ngừa chứng bệnh này thì người già cần phải tư duy và suy nghĩ nhiều hơn. Việc sử dụng nhiều bộ não hơn có thể thúc đẩy lưu thông máu và độ nhạy cảm của dây thần kinh trong não. Chỉ khi bộ não khỏe mạnh, con người mới có thể sống lâu hơn. Hai cách tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên cho cơ thể. Sức đề kháng tốt, hệ miễn dịch khỏe mạnh là chìa khóa để chống lại bệnh tật.
Để tăng cường sức và nâng cao hệ miễn dịch cho cơ thể, bạn có thể tham khảo hai thói quen sau đây. 1. Ngủ đủ giấc. Giấc ngủ có tầm quan trọng rất lớn đối với sức khỏe tổng thể của bạn. Việc nghỉ ngơi đầy đủ có thể tăng cường miễn dịch tự nhiên của cơ thể. Vì vậy mỗi người nên tập thói quen đi ngủ sớm, ngủ đủ giấc mỗi ngày sẽ tốt cho sức khỏe của mình. Người lớn nên ngủ 7 tiếng trở lên mỗi đêm, thanh thiếu niên cần 8 đến 10 giờ và đối với trẻ nhỏ hơn, trẻ sơ sinh cần đến 14 giờ. 2. Chú ý chế độ dinh dưỡng. Chế độ dinh dưỡng ảnh hưởng nhiều đến sức đề kháng của cơ thể. Chẳng hạn, nếu cơ thể thiếu vitamin C, A, D hay các khoáng chất như kẽm, sắt sẽ làm giảm sức đề kháng và khiến cơ thể dễ mắc bệnh hơn. Do đó chúng ta nên bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng để cơ thể có thể chống lại các tác nhân gây bệnh. Đặc biệt, nên bổ sung các thực phẩm nhiều chất xơ như trái cây, rau, quả hạch, các loại hạt và cây họ đậu vì chúng rất giàu chất dinh dưỡng như vitamin C giúp làm tăng cường sức đề kháng và chất chống oxy hóa có thể giúp cơ thể giảm viêm và chống lại các mầm bệnh có hại. Ngoài ra, ăn nhiều các thực phẩm probiotic chứa các vi khuẩn có lợi cho đường ruột cũng sẽ hỗ trợ hệ tiêu hóa giải phóng vitamin và khoáng chất từ các thực phẩm khác và cải thiện sự hấp thụ của chúng vào cơ thể. Thưa quý vị, chắc hẳn quý vị từng nghe qua câu nói, mỗi ngày một quả táo, cả đời không gặp bác sĩ. Lợi ích của việc ăn táo mỗi ngày. Chống táo bón. Táo giàu kali, magie và các thành phần bổ dưỡng cũng như có nhiều chất xơ. Nhờ đó, việc tiêu hóa dễ dàng hơn, giảm khả năng bị táo bón. Nếu bạn chịu khó ăn táo đều đặn, việc đi vệ sinh hàng ngày sẽ diễn ra thuận lợi, giúp thải loại chất độc trong cơ thể. Làm trắng và dưỡng ẩm. Trong 100g táo chứa khoảng 136mg polyphenol. Nhóm chất này có tác dụng chống oxy hóa, giảm quá trình lão hóa da, duy trì sức khỏe cho da. Thêm vào đó, những quả táo cũng rất giàu CRB. Những người chăm ăn táo có thể bổ sung độ ẩm cho da, khiến làn da căng mướt và sáng bóng. Giúp giảm cân. Táo là loại quả có lượng calori và chất béo thấp. Lượng chất xơ cao của táo sẽ tăng cảm giác no bụng. Khi ăn một quả táo trước bữa cơm, bạn sẽ giảm được lượng tiêu thụ các thực phẩm giàu calori khác, giúp bạn đạt được hiệu quả giảm cân. Thêm vào đó, trong táo có axit hữu cơ thúc đẩy quá trình phân giải chất béo, là loại quả lý tưởng để giảm cân. Tốt cho người bệnh tiểu đường. Tác dụng của quả táo có thể làm giảm 28% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2 theo một số nghiên cứu. Điều này có thể do các polyphenol trong táo giúp ngăn ngừa tổn thương mô đối với các tế bào beta trong tuyến tụy. Các tế bào beta trong tuyến tụy đóng vai trò sản xuất insulin trong cơ thể và thường bị tổn thương ở người mắc bệnh tiểu đường type 2. Giảm tổn thương dạ dày. Một nhóm thuốc giảm đau có tên là thuốc chống viêm không steroid có thể làm tổn thương niêm mạc dạ dày của bạn. Nghiên cứu trên các ống nghiệm và chuột cho thấy chiết xuất quả táo giúp bảo vệ các tế bào dạ dày khỏi bị tổn thương do. Điều này được giải thích rằng, hai hợp chất thực vật trong quả táo có tên là acid chlorogen và kết chừng giúp hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày. Tuy nhiên, điều này cần được xác thực rõ hơn trong nghiên cứu ở người. Tốt cho tim mạch. Tác dụng của quả táo có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Điều này nhờ vào công dụng của táo chứa chất xơ hòa tan. Đây là loại chất xơ giúp giảm mức cholesterol trong máu. Đồng thời cũng chứa chất polyphenol chống oxy hóa. Một trong những polyphenol này là epicetin flavonoid có thể làm giảm huyết áp. Phân tích của các nghiên cứu cho thấy rằng việc sử dụng flavonoid liều cao có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ đến 20%. Flavonoid có thể giúp ngăn ngừa bệnh tim bằng cách hạ huyết áp, giảm cholesterol LDL và hoạt động như chất chống oxy hóa. Táo rất có lợi cho cơ thể, thúc đẩy ăn uống cho người thiếu kẽm, có tác dụng phòng chống bệnh tiểu đường. Tuy nhiên có hai bộ phận của táo chứa chất kịch độc có thể khiến bạn tử vong khi ăn nhiều. Đầu tiên, đó chính là vỏ quả táo,
Bộ phận này có chứa hàm lượng kim loại nặng cao. Theo một nghiên cứu gần đây phát hiện, mức độ chì trong vỏ táo đã tăng lên đáng kể. Một nghiên cứu khác cho thấy, hàm lượng các kim loại nặng khác như chì, cadmium, đồng, thiết, kali trong vỏ táo cao hơn nhiều lần bên trong ruột quả. Tuy nhiên, những nghiên cứu trên đây cho thấy vỏ táo hấp thụ trực tiếp chì trong không khí. Nếu được bảo vệ trong túi, hàm lượng này có thể giảm xuống 80%, như vậy vỏ táo sẽ không nguy hiểm cho chúng ta. Thứ hai là hạt táo. Hạt táo chứa chất độc, tuyệt đối không nên ăn. Hạt táo có chứa một thứ gọi là amygdalin, chất chuyển hóa thành cyanua chết người khi hạt được nhai hoặc nghiền nát. Nó là một cơ chế bảo vệ hiệu quả cho trái cây vì cyanua cản trở việc cung cấp oxy đến các tế bào cơ thể của bạn và có thể giết chết một người trong vòng vài phút với liều lượng đủ cao. Vô tình ăn một hoặc hai hạt không thể giết chết bạn, nhưng nó có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe như chóng mặt, mệt mỏi, đau đầu, buồn nôn và đau bụng. Nhưng đừng lo lắng nếu bạn chỉ nuốt hạt mà không nhai nó. Trong trường hợp này, nó có khả năng đi qua hệ tiêu hóa của bạn mà không được tiêu hóa. Chỉ đến khi hạt bị nghiền nát thì quá trình chuyển đổi thành cyanua mới diễn ra. Ngoài ra còn một số đại kỵ cần nhớ khi ăn táo. Người bị đau bụng kinh không nên ăn táo. Một số phụ nữ có thể trạng yếu hay bị lạnh và đau bụng trong những ngày có kinh nguyệt. Trong thời gian này, kể cả những người khỏe mạnh cũng không nên ăn hoa quả có tính hàn. Táo, đặc biệt là táo xanh, có vị chua khiến tình trạng đau bụng trầm trọng hơn. Không ăn táo với hải sản. Trong táo có chứa axit tannic. Khi ăn táo kèm với hải sản không chỉ làm giảm giá trị dinh dưỡng của protein mà còn gây ra nguy cơ đau bụng, buồn nôn và nôn mửa. Điều tương tự cũng xảy ra với các loại quả chứa tannin khác như dâu tây, hồng, đậu, chanh, nho. Phần cuối của video hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu chủ đề những người nên tránh ăn xôi vào buổi sáng vì cực hại sức khỏe. Quý vị thân mến, buổi sáng là thời điểm quan trọng trong ngày và việc lựa chọn thực phẩm để bắt đầu một ngày lành mạnh là rất quan trọng. Trong khi xôi có thể là một món ăn ngon và phổ biến trong nhiều nền văn hóa, nhưng không phải ai cũng nên ăn xôi vào buổi sáng. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu xem những người nào nên tránh ăn xôi vào buổi sáng vì nó có thể gây hại đến sức khỏe của họ sau đây. 1. Không nên ăn xôi khi bị đau dạ dày. Mặc dù xôi cung cấp nhiều dinh dưỡng cho cơ thể bạn, nhưng xôi lại không phải là thực phẩm thích hợp dành cho người bị đau dạ dày. Đặc biệt, ăn xôi vào buổi sáng càng khiến cho tình trạng tiêu hóa trở nên khó khăn hơn. Gạo nếp dù là thành phần lành tính nhưng khi chế biến thành xôi, đây lại là thực phẩm khó tiêu, dễ khiến tình trạng tăng axit dạ dày xảy ra, khiến người có các vấn đề về tiêu hóa dễ bị trào ngược, ợ hơi, ợ chua và khó chịu. Chính lượng tinh bột cao có trong thành phần của xôi là yếu tố chính gây ra tình trạng này. Ở người bình thường, lượng men tiêu hóa tinh bột khá ổn định, có thể giúp cho quá trình tiêu hóa được thuận lợi không gặp trục trặc. Tuy nhiên ở bệnh nhân đau dạ dày, lượng enzyme tiêu hóa cũng như axit dạ dày thường không ổn định. Bên cạnh đó, cấu tạo tinh bột trong gạo nếp là cấu tạo dạng nhánh. Do đó tinh bột khi vào trong dạ dày thường chắc, khó chia cắt khi ăn vào. Chính vì vậy bệnh nhân thường có cảm giác khó tiêu và no lâu. Ngoài ra, một số thành phần khác thường ăn kèm cùng xôi như hành, tỏi, tiêu cũng có ảnh hưởng nhất định đến tình trạng tiêu hóa, dễ thúc đẩy ợ hơi, ợ chua và tình trạng khó tiêu. 2. Người béo phì. Những người đang đối mặt với vấn đề thừa cân hoặc muốn giảm cân cần phải cẩn thận hơn khi chọn lựa món ăn vào buổi sáng, và xôi nếp có thể là một lựa chọn không tốt cho họ. Xôi nếp thường chứa một lượng lớn tinh bột, đặc biệt là loại nếp dẻo và nếp cái. Tinh bột này có khả năng gây tăng đường huyết nhanh chóng, dẫn đến cảm giác đói sớm hơn và thúc đẩy ăn nhiều hơn trong suốt ngày. Việc ăn nhiều xôi vào buổi sáng không chỉ tạo ra một lượng lớn calo mà còn làm tăng nguy cơ tích tụ mỡ thừa. Điều này có thể đặc biệt đối với những người có chế độ ăn uống
thiếu kiểm soát hoặc đã ở trong quá trình kiểm soát cân nặng. Thay vào đó, họ nên lựa chọn các lựa chọn ăn sáng khác phù hợp hơn để duy trì cân nặng và sức khỏe tốt. 3. Người có cơ địa nóng. Ngoài việc xôi chứa nhiều tinh bột và calo, nó cũng chứa nhiều thành phần khá nóng, chẳng hạn như đậu xanh, đậu đỏ hoặc một số loại gia vị. Khi tiêu thụ nhiều xôi, cơ thể có thể trở nên nóng trong do tác động của những thành phần này. Điều này có thể dẫn đến tình trạng nổi mụn hoặc gây cảm giác khó chịu trong cơ thể, đặc biệt là vào mùa hè hoặc trong điều kiện nhiệt đới. Người nào có cơ địa nóng nên hạn chế ăn xôi vào buổi sáng. Thay vào đó, họ có thể chọn những món ăn nhẹ nhàng, tạo cảm giác mát mẻ để duy trì sự thoải mái và cân bằng nhiệt độ cơ thể. Nhớ rằng, cơ địa và tình trạng sức khỏe cá nhân có thể khác nhau, và việc quản lý chế độ ăn uống cần phải dựa trên nhu cầu và sự phản ứng của từng người. 4. Những người hay bị nổi mụn trứng cá. Những người hay bị nổi mụn trứng cá cũng không nên ăn xôi buổi sáng, bởi cơ địa đã bị nóng, ăn vào càng sinh mụn và nóng trong người. 5. Phụ nữ sinh mổ, bị rạch khi sinh con. Phụ nữ sau khi sinh mổ hoặc bị rạch khi sinh con thường đang trong giai đoạn phục hồi và làn da xung quanh dùng vết mổ cần được bảo vệ cẩn thận. Trong tình trạng này, việc tiêu thụ xôi nếp có thể không phải là một quyết định tốt. Gạo nếp, với tính nóng và dẻo của nó, có thể tạo ra tình trạng tăng nhiệt độ cơ thể và tăng áp lực lên vùng vết mổ. Điều này có thể gây ra sưng, mưng mủ và gây đau đớn cho phụ nữ sau khi sinh mổ. Thay vào đó, phụ nữ trong giai đoạn này nên tập trung vào việc tiêu thụ các thực phẩm dễ tiêu hóa, giàu chất xơ và giàu dưỡng chất để hỗ trợ quá trình phục hồi và làm dịu vùng vết mổ. Việc tuân thủ chế độ ăn uống phù hợp sẽ giúp họ nhanh chóng hồi phục và giảm nguy cơ tái phát vết rạn nứt hoặc tình trạng viêm nhiễm. 6. Người già, người mới ốm dậy và trẻ quá nhỏ. Trong gạo nếp có chất amylopectin rất khó tiêu. Vì vậy người già, người mới ốm dậy và trẻ quá nhỏ không nên ăn xôi buổi sáng quá nhiều. 7. Người bị mẩn ngứa, mề đay. Những người bị mẩn ngứa hoặc mề đay nên hạn chế tiêu thụ xôi nếp vào buổi sáng. Xôi nếp chứa các thành phần như gạo nếp, đậu nành, đậu xanh và có thể chứa các gia vị hoặc thành phần khác có khả năng gây dị ứng thực phẩm. Dị ứng thực phẩm có thể gây ra các triệu chứng như ngứa, sưng, đỏ, mề đay và thậm chí có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng như phản ứng dị ứng nặng. Do đó, để tránh nguy cơ dị ứng thực phẩm, người bị mẩn ngứa hoặc mề đay nên tập trung vào việc chọn thực phẩm an toàn và kiểm tra thành phần của bất kỳ món ăn nào trước khi tiêu thụ. Nếu bạn hay người thân của bạn có bất kỳ triệu chứng dị ứng thực phẩm nào, nên tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để xác định nguyên nhân và tìm ra các thực phẩm thay thế phù hợp cho chế độ ăn uống. Điều này sẽ giúp duy trì sức khỏe tốt và tránh các vấn đề liên quan đến dị ứng thực phẩm. Sau đây là một thực đơn bữa sáng cho người cao tuổi chán ăn quý vị tham khảo để bữa ăn sáng của mình được đúng và đủ hơn nhé. Quý vị thân mến, một bữa sáng hoàn chỉnh của người cao tuổi cần hội tụ những điều kiện như đủ dưỡng chất, dễ tiêu hóa, nhiều chất xơ, nhiều sinh tố. Tuy nhiên, thực tế bữa ăn sáng của người cao tuổi hiện nay thường rất ít được chú trọng. Bữa sáng có vai trò vô cùng quan trọng. Chúng không chỉ cung cấp năng lượng cho cơ thể sau một đêm ngủ dài mà còn dự trữ năng lượng cho hoạt động trong cả buổi sáng. Tuy nhiên, chất lượng bữa sáng của người cao tuổi hầu như vẫn chưa được chú trọng. Nguyên nhân chủ yếu là do tuổi cao khiến người cao tuổi chán ăn và tâm lý coi đây là bữa ăn phụ. Vì vậy, họ thường chỉ ăn uống qua loa chứ chưa thực sự coi bữa sáng là một bữa ăn quan trọng. Thực đơn bữa sáng cho người cao tuổi. Do hệ tiêu hóa không còn sung sức như khi còn trẻ, nên bữa ăn sáng của người cao tuổi cần được chế biến mềm, đơn giản, dễ ăn từ các loại thực phẩm như gạo, các loại củ, ngũ cốc, trứng, cá, rau xanh. Những món ăn thanh đạm không chỉ giúp cải thiện vị giác, đem lại cảm giác ngon miệng,
mà còn tốt hơn cho sức khỏe người cao tuổi. Các món ăn sáng quen thuộc người cao tuổi có thể lựa chọn như xôi đậu xanh, xôi đậu đen, xôi đậu đỏ, cơm gạo lứt muối mè, bánh đa kê, cà ri cá đuối, tàu hũ sốt cà, tàu hũ lướt gián, súp nấm, súp nuôi sao, đậu xanh, hầm xương làm nước lèo. Kết hợp với các loại trái cây có tác dụng nhuận tràng như đu đủ, thanh long, bưởi, táo, cam, quýt. Các chất xơ trong trái cây giúp loại bỏ cholesterol ra khỏi ruột, góp phần ngăn chặn xơ giữa mạch máu. Bên cạnh đó, người cao tuổi thường không thấy khát dù cơ thể thiếu nước. Vì thế, bên cạnh ăn nhiều các món nấu trong nước, người nhà cần nhắc các cụ uống thêm nước, đặc biệt là vào buổi sáng. Sữa cũng là một thực phẩm lành mạnh người cao tuổi không thể bỏ qua. Duy trì thói quen uống 2 ly sữa mỗi ngày, 1 ly buổi sáng, 1 ly buổi chiều sẽ giúp bổ sung dưỡng chất và nâng cao thể trạng sức khỏe người cao tuổi. Bên cạnh đó, người già thường được ví là kho bệnh của gia đình với những căn bệnh phổ biến như tim mạch, huyết áp, máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ, tiểu đường. Vì vậy, người cao tuổi cần hạn chế những món ăn nhiều dầu mỡ, thực phẩm nhiều đường, các món ăn mặn như bánh bông lan kem bơ, bánh ít nhân dừa, bánh pía, bánh mì ăn với xúc xích, thịt hun khói, cá khô, các món mắm. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Hy vọng những chia sẻ trên sẽ cung cấp thêm nhiều điều bổ ích cho quý vị. Chúc quý vị sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống.